Sát thương thì tôi nghĩ khá là đồng đều, họ có đủ cả sát thương vật lý lẫn sức mạnh phép thuật. Trong khi đó bên phía của KT Roster họ có rất nhiều công cụ, họ có rất nhiều những cái vị tướng chống chịu, tuy nhiên hơi thiếu đi cái lượng sát thương phép. Và tôi nghĩ đây sẽ là một cái điểm yếu dành cho KT Roster ở giai đoạn về sau của ván đấu. Ván đấu đầu tiên trận đấu giữa KT Roster và Gen Z Esports, với việc là KT họ ở bên phía của đội 1 và Gen Z Esports ở bên phía của đội 2. Các bạn đừng quên rằng các bạn đang theo dõi giải đấu LCK mùa hè năm 2021 được trực tiếp trên kênh LCK tiếng Việt ở trên nền tảng YouTube. Và quý vị các bạn nhớ để lại một like cũng như một subscribe để ủng hộ cho giải đấu. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đứng trên thì có vẻ như là Rascal anh ta đang có được một chút ưu thế trước Doran với cái chất tướng Nocturne của mình nội tại. Trong khi đó thì cái địa chấn dư chấn có vẻ như là chưa đủ sát thương để có thể đẩy đứng trong khoảng thời gian ban đầu, đứng dưới có đánh nhau. Rất trâu đến từ vị trí của Hát, nhưng anh ta ngay lập tức phải tốc biến lên rồi sát thương, nhưng trên công đầu giơ vào tay của Ruler và Noah đang là người gặp nguy hiểm. Đó là sai lầm đến từ hỗ trợ của KT Roster. Rất khó chịu. Double kill. Ruler anh ta tỏ ra quá kinh nghiệm trong những tình huống 2v2 khu vực đường dưới. Kiểm soát ở khu vực tôi nghĩ là anh ta sẽ khả năng sẽ có mặt ở khu vực đường trên để kiểm soát xuống giảm, khu vực đường dưới lại có đánh nhau. Cú thiên đỉnh kiếm đến từ vị trí của Lai, Ruler nhảy thẳng lên bắn vào vị trí của Noah, sát thương là vô cùng nhiều, cú làm cho Trung Hap cố gắng né đi nhưng không được rồi phát đánh thương cuối cùng đến từ Ruler, double kill cho anh ta chẳng. 4-0 dành cho Ruler. Rất đơn giản với những cú tấn công, nhưng đây là một pha mà Kid anh ta bị truy đuổi, có dịch chuyển đến từ bên phía của Gen.G và họ đang muốn phản công trong pha thi đấu này. Sóng âm trùng đến từ vị trí của Doran, Rascal đang là người gặp nguy hiểm nhưng anh ta có cầu được búp đến từ BD. Đây sẽ là một pha 3v3 nhưng Clit không còn quá nhiều máu và quyết định đến từ KT là bỏ. Blank xuống thì nghe chừng có vẻ cũng hơi khó, và quyết định của Blank là đang hướng lên ở trên với việc là anh ta sẽ kiểm soát sứ giả. Ruler thậm chí đang 1-2, anh ta có dính khiêu khích không không. Tốc biến luôn từ Ruler. Ở khu vực đường trên là cú tốc biến đến từ Lai làm choáng thành công bật hoang tưởng đến từ Rascal. Họ quyết định lao vào tất cả mọi thứ, dồn vào vị trí của Doran. Anh ta chắc chắn sẽ phải nằm mà thôi. Lai tiếp tục một tấn công vào nộp, đó là tình huống sử dụng thái dương hạ sàn. Bốn người xung quanh và cộng thêm cú lệnh sóng âm cho chắc cú. Điểm bạo gục thứ 6 dành cho bên phía của Gen.G. Hủy diệt hoàn toàn từ Gen.G Esports ở trong những bước đi của mình. Với việc là Ruler anh ta 1-2 ở đường dưới thì nhân sự là nhiều hơn đến từ Gen.G ở cánh trên. Và họ tấn công rất nhanh vào vị trí của Doran, đi quá sâu vào phần rừng của đối phương đến từ đường trên bên phía của KT Roster. Xong rồi đấy, ban đầu đã gần như là trôi rất xa khỏi vòng tay của các thành viên bên phía KT Roster. Khi mà gần 3k tiền chênh lệch ở phút thứ 10. Chỉ là một pha 1 đổi 1 về tốc biến ở khu vực đường giữa mà thôi. Phản xạ rất nhanh, đường dưới thì suýt chút nữa. Thì Hap anh ta có một cú khiêu khích hai người. Không còn thanh tẩy đến từ vị trí của Ruler, tốc biến cũng không còn, anh ta chỉ còn hồi máu mà thôi. Và lên bảng đếm số đến từ xạ thủ của Gen.G, mạng sắt đao rơi vào tay rất đúng người, đó là Noah. Một chút gơ gạc thôi sẽ cho bên phía KT Roster, nhưng nhìn chung thì lượng tiền tổng nó vẫn đang là mối chênh lệch 3k rồi cho các thành viên bên phía của Gen.G Esports. Thiên đỉnh kiếm lại chúng rồi, có luôn thái dương hạ sàng. Chỉ trúng một người mà thôi, nhưng đó là cung máy sáng đến từ Ruler, cú dịch chuyển bọc đầu đến từ các thành viên của KT Roster, rất nhiều dịch chuyển được sử dụng. Như phía bên này thì Galio lên bảng điểm số, đó là tắt đèn được bật, người gặp nguy hiểm là Noah. Cung máy sáng chưa kịp bung, máy ta lâm xuống, Ruler lên bảng điểm số, Rascal tốc biến bỏ chạy, Lai cũng không chạy được trong tình huống này. Và Ruler cần phải duy trì được cái khả năng farm của mình ở đường dưới bản đồ, tránh việc là liên tục phải lên bảng điểm số bởi những cái pha cam đến từ đối phương. Đường giữa sẽ có trụ dành cho Gen.G. Nhìn chung là họ vẫn đang có một ưu thế rất là lớn, một lượng tiền được cộng vào tài khoản của BD. Chưa có bất kỳ điểm bạo gục nào cả, nhưng với hai mạng acid và những cái lượng tiền được có sau 14 phút thi đấu thì tôi nghĩ là anh ta vẫn đang chênh về tiền so với đô, và đó là một cái ngòi nổ đến từ bên phía của Gen.G Esports mà cái roster họ cần phải cẩn trọng ở những giai đoạn tiếp theo. Noah và Hap họ gửi rất là nhiều để gọi là hội đồng Ruler, nói vui là như vậy. Và ở thời điểm hiện tại, Ruler anh ta cũng sẽ cần phải có những cái sự trợ giúp đến từ những người đồng đội của mình. Rascal thì nhận sự hỗ trợ của Life, phá một chút tầm nhìn ở nửa trên của bản đồ. KT ăn sứ giả và họ sẽ có sứ giả thứ hai của ván đấu này, nó thuộc về vị trí của Blind. Có vẻ như là Clit không mặn mà lắm với con sứ giả thứ hai của ván đấu khi anh ta đang cố gắng hỗ trợ nhiều nhất cho Ruler. Cú khiêu khích là thành công nhưng anh ta bị giật ngược trở lại, sát thương là rất nhiều đến từ Ruler. Anh ta không còn cung ánh sáng nữa và đó là một tiểu hướng gây sức ép để tiếp tục cấu đi cái máu của trụ. Tôi nghĩ là họ sẽ có được cái trụ thứ hai. Cần cẩn thận khả năng mở giao tranh đến từ Gen.G Esports khi họ có rất nhiều nguồn mở giao tranh. Live có thể lao vào với thiên đỉnh kiếm và thái dương hạ san, chưa kể đó là hoang tưởng đến từ Rascal. Và ngay khi cái hoang tưởng được bật thì sẽ là một quả cầu rất nguy hiểm đến từ vị trí của BD, và dòng đang được kéo ra đến từ Gen.G Esports. Họ đang muốn giao tranh đối phương mà cung ánh sáng bung ra không trúng ai cả. Chuẩn bị có giao tranh lớn xảy ra đến từ hai đội hay chăng đây? Đô đang tìm góc để vào, đó là cú giật trò đến từ Leona, dòng thuộc về bên phía của Gen.G Esports là ấn độc cố, đó là hoang tưởng được bật
Storm là người gặp nguy hiểm. Anh ta có một thú quyền xung quanh chung 4 người đến từ vị trí của BAD. Xa thường rồi, vào Rulo anh ta quá thoải mái trong tình huống này, hạ gục được Noah. Và tôi nghĩ là KT Roster họ sẽ không thể thắng được trong giao tranh này. Doran anh ta cố gắng cắm mắt hộ thể nhưng vẫn bị dứt điểm bởi xạ thủ bên phía của Gen.G Sport. Và cái lượng CC lớn như vậy trong cái khoảng thời gian lâu như vậy thì không có cách gì để bên phía KT Roster có thể thoát ra khỏi cái lượng sát thương mà Ruler tạo ra. Rất nhiều mang hạ gục cho Gen.G Esports, thậm chí họ còn có được con rồng thứ 3 của ván đấu. Và đây sẽ là Baron đầu tiên dành cho Gen.G Esports ở phút thứ 21. Đi hơi hớ hênh đến từ hỗ trợ bên phía KT Roster. Một lợi Baron là có và Gen.G Esports đang một tấn công, nhưng đó là cú đá về tốt đến từ vị trí của Doran. Và ngay lập tức lại anh ta quay ngược trở lại, có quá nhiều giáp đến từ lại. Và Doran mới là người phải nằm xuống khi anh ta không còn tốc biến hoang tưởng, bật thẳng lao thẳng vào giữa đội hình đối phương có mục tiêu. Cú xoáy không trúng ai cả, đâu anh ta có cho mình cú đổ bóng. Ruler đang là người gặp nguy hiểm, anh ta không còn quá nhiều bóng, đó là cú bốc về đến từ chỗ đô chẳng. Anh ta không bốc được ai về cả và anh ta nằm xuống, sát thương thuộc về vị trí của BD. Tôi nghĩ là Gen.G hoàn toàn có thể end luôn cái ván đấu này sau 23 phút thi đấu. Doran anh ta có ý đồ đá ngược vị trí của Ruler, nhưng cái góc đó anh ta không thể đá được xạ thủ bên phía của Gen.G Esports và chọn vào Leona của Live. Và vô hình chung cái lượng sát thương đến từ các thành viên bên phía của KT Roster không đủ trong pha thi đấu vừa rồi. Họ tốn rất nhiều thứ để bắt Ruler nhưng không thành công. Và đây sẽ là một con Baron đẩy thẳng vào nhà chính đến từ Gen.G. Liệu họ có thành công hay không đây? Noah còn... anh ta không còn gì cả. Chiêu cuối mất, thanh tẩy mất, không có tốc biến trong tình huống này. Và hai trụ bảo vệ nhà chính đã có dành cho Gen.G Esports. Họ sẽ có chiến thắng hay chẳng đây? Cố gắng giật ra giật vào, khiêu khích chung 4 người. Nhưng liệu làm thế nào đây khi mà Ruler vẫn free shot từ đầu tới cuối? Và không có cách rồi, đô cố gắng ngăn Ruler lại trong tuyệt vọng. Nhưng xạ thủ của Gen.G Esports vẫn được bắn trong pha thi đấu này. Nhưng đây có vẻ như là nỗ lực thành công. À không, Ruler vẫn có điểm hạ gục. Và đây vẫn sẽ là chiến thắng dành cho bên phía của Gen.G Esports sau 24 phút thi đấu trước KT Roster mà thôi. Một chiến thắng rất dễ dàng dành cho bên phía của Gen.G khi mà cặp đôi đường dưới Ruler cùng với là họ làm vô cùng tốt trong giai đoạn ban đầu. Tận dụng sai lầm của đối phương, sau đó dẫn trước về quá nhiều thứ. Khi mà bên phía của KT Roster họ pick một cái đội hình mà sát thương, họ có một đội hình lao vào. Tuy nhiên thì giai đoạn đi đường họ là những người làm không tốt.